Cô Ngọc Đào xin kính chào toàn thể các anh chị ạ. Vâng, em rất vui được chào mừng các anh chị đến với video báo giá các tác phẩm tượng gỗ của chúng em trong ngày hôm nay. Vâng, và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh chị một tác phẩm tượng rất là tuyệt vời trong việc trấn trạch trừ tà, xua đuổi đi những cái tà khí xấu trong không gian gia đình. Và anh chị hãy cùng ở lại video với em để ngắm nhìn và thưởng lãm tác phẩm ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, chào mừng anh chị đến cả video báo giá của tượng gỗ độc đáo của anh chị nhé. Và một trong tác phẩm trấn trạch trừ tà hàng đầu hiện nay trên thị trường được rất nhiều anh chị trưng chơi và cũng là một trong tác phẩm kỹ thuật mỹ thuật đẳng cấp, anh chị cùng ngắm nhìn cùng thưởng lãm với chúng em anh chị nhá. Vâng, ngày hôm nay thì em đang giới thiệu ở đây với anh chị một tác phẩm tượng ngài Đường Trung Quỳ. Và không biết các anh chị có nghe đến tên của ngài Đường Trung Quỳ chưa ạ? Và đây là một cái mẫu tượng mà nếu mà anh chị làm kinh doanh hay là có đang tìm kiếm một cái tác phẩm để trưng bày trong không gian gia đình với tác dụng trấn trạch thì chắc chắn là sẽ nghe tới rồi đúng không ạ? Vâng, hình ảnh đó là ngài Đường Trung Quỳ ở bên dưới là dẫm chân lên một tên quỷ. Vâng, hình ảnh của ngài Đường Trung Quỳ bắt ma, vâng, chuyên diệt trừ yêu ma là một cái hình ảnh rất là nổi bật và xuyên suốt. Với cái tác phẩm này thì thường các anh chị sẽ thấy trưng bày ở những cái không gian nơi phòng khách, vâng, nơi cửa, nơi sảnh công ty, văn phòng để với tác dụng đó là diệt trừ những cái luồng khí xấu xâm nhập vào ngôi nhà mà bảo vệ cho gia đình. Vâng, mang lại cái sự bình an cho không gian gia đình và gia đạo ạ. Dạ vâng, tác phẩm Đường Trung Quỳ bắt ma trên màn hình của anh chị. Vâng, đây là một trong tác phẩm được chúng em hoàn thiện và chế tác cực kỳ là kỹ càng tỉ mỉ các anh chị nhé. Tác phẩm thì được chế tác trên dòng gỗ đó chính là gỗ chắc anh chị ạ, gỗ chắc Việt liền lạc nguyên khối anh chị nhé, liền lạc nguyên khối. Hơn thế nữa, chúng em hoàn thiện đánh xi cho tác phẩm. Em nha, lát nữa em sẽ quay lại gần để anh chị cùng ngắm nhìn cùng thưởng lãm kỹ hơn về tác phẩm anh chị nhé. Mà điều đầu tiên trước mắt anh chị có thể nhận thấy đó là gì ạ? Bố cục của tác phẩm rất là hài hòa cân đối và một trong những tác phẩm của nó là với cái dáng cái vàng dáng thế của tác phẩm thôi anh chị nhìn cũng rất là phiêu, rất là bay và anh chị một tác phẩm phải nói là chế tác cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẳng cấp anh chị nhé. Thôi gỗ rất là đẹp nhá, và em sẽ cho anh chị ngắm nhìn cả cái phần mặt đế của tác phẩm này giúp em nhá. Đấy anh chị ơi, đế cũng phẳng đét luôn này anh chị nhá, đế cũng phẳng đét luôn, làm luôn kỹ từ đế trở đi luôn này anh chị này. Một trong tác phẩm hoàn thiện chế tác vô cùng là tỉ mỉ luôn. Em xin mời anh chị cùng ngắm nhìn chi tiết của tác phẩm. Đây là một tác phẩm và với cái mẫu rất là vàng hay, rất là mới lạ anh chị ạ. Phía bên trên đó là vàng ngài Đường Trung Quỳ đang múa vàng đang đi tay đường cầm, quyền vâng, anh chị nhé. Cầm đấy, kiếm này anh chị này. Múa kiếm này, phía bên dưới thì dẫm chân lên một chú quỷ anh chị nhé. Vâng, đấy, tên quỷ đúng không ạ? Vâng. Vâng, tên quỷ thì nói chung là quỷ yêu ma nhìn thấy Đường Trung Quỳ là gọi là rất là sợ đúng không ạ? Vâng, cái điều đặc biệt bằng cái nét đặc trưng của Đường Trung Quỳ đó là chính là gì ạ? Quân diện cực kỳ là dữ dằn. Anh chị cùng ngắm nhìn với em. Đấy. Quân diện rất dữ. Đối với những cái tác phẩm trấn trạch thì khuôn diện càng dữ tợn bao nhiêu thì lại càng có hiệu quả về trấn trạch bấy nhiêu. Bởi vậy nên những cái tác phẩm như của ngài Đường Trung Quỳ là thể hiện một cái khuôn diện của ngài rất là dữ tợn. Đôi mắt đang trừng lên này và phần râu rồi những cái đường nét đều rất là có cái độ gọi là dữ như chị nhá. Vâng, với tác phẩm này anh chị ơi, chúng em chế tác rất là nghệ thuật, rất là tỉ mỉ đấy anh chị này. Đây cả cái thanh kiếm anh chị nhìn ngắm em nhé, thanh kiếm này. Đây cả cái thanh kiếm này cũng là bằng chất liệu gỗ và cũng là liền lạc nguyên khối luôn anh chị nhá. Đấy, thanh kiếm cũng là liền lạc nguyên và ngay cả anh chị nhìn ngắm bàn tay này, vâng, với những cái nét đục rất là tinh tế, rất là tuyệt vời cho tác phẩm. Và đây là một trong tác phẩm cho em lên xi hoàn thiện rất là kỹ, bóng bẩy và nhìn nó căng mọng luôn anh chị nhé. Vâng. Quần áo bay phiêu này anh chị. Vâng. Và hình tượng của ngài Đường Trung Quỳ thì được làm chia ra làm rất là nhiều, khá nhiều hình tượng. Có những cái hình tượng là tay ngài có thể là cầm ấn này, hoặc là tay cầm quỷ thủ để trấn trạch. Thì với tác phẩm này của chúng em đó là chế tác trên tay của ngài cầm thanh kiếm, tượng trưng cho đường quan vận được hanh thông. Và bởi vì ngài Đường Trung Quỳ trước kia là một vị quan cũng rất là giỏi văn, giỏi võ anh chị nhá. Tất cả đều và là một người rất là thông minh. Nhưng mà tuy nhiên thì ngài lại có một cái khuôn diện không được đẹp và khuôn diện xấu xí. Cho nên là khi mà bị chê cười và chế giễu thì ngài đã tức quá và tự vẫn. Thế nên nhưng mà được Ngọc Hoàng thương tình
Vâng, đã cho Phong cho làm một vị thần chuyên đi trừ yêu, diệt ma. Và với cái tác phẩm này của chúng em, với cái hình ảnh đó là trên tay ngài cầm kiếm này, thì cái hình tượng này được rất nhiều anh chị làm trong lĩnh vực kinh doanh mong muốn thỉnh về chơi để có thể là gia tăng cái sự thăng quan tiến chức và có sự thuận lợi cho đường sự nghiệp học hành ạ. Vâng, anh chị có thể thấy vâng, ý nghĩa thì rất là tuyệt vời rồi phải anh chị, và một trong tác phẩm đục rất là kỹ, rất là đẹp này nữa, chất gỗ chắc anh chị thấy không, vâng, bao phê cho tất cả các anh chị. Vâng, cái dòng gỗ chắc chưa bao giờ làm chúng ta vâng thất vọng phải anh chị. Đúng rồi ạ. Đấy, đặc biệt tinh tế đấy, này. Đặc biệt là lại còn được hoàn thiện bằng cách đánh xi. Và nghe như chúng em nói là đánh xi thì anh chị, có nhiều anh chị lầm tưởng là chỉ thay vì là sơn PU bắn sơn vào thì là chúng em bôi xi lên là được đúng không ạ? Nhưng mà không phải vậy đâu ạ. Đây, cái việc mà đánh xi thì là để có thể được cái lớp xi mượt mà như này là chúng em phải trải qua rất nhiều lần. Đó là phải dùng các giấy ráp để đánh kỹ cái bề mặt này anh chị nhá. Đấy, rất là nhiều lần luôn, nó có thể lên đến hơn 10 lần giấy ráp đủ các loại để tạo được cái bề mặt mượt như này. Và cái khâu cuối cùng mới là đó là có thể đưa xi vào đây để làm sao mà nó mượt mà nó được có cái độ bóng, độ nuột nà như này anh chị nhá. Đó, một trong tác phẩm phải nói chế tác nó vô cùng là tỉ mỉ, vô cùng là xuất sắc của anh chị. Khuôn diện này, anh chị ngắm nhìn lại một khuôn diện rất nữa, là đẹp luôn đúng không ạ? Một trọng khuôn diện, một cái hình thái mà cực kỳ là xuất sắc đẳng cấp này, với cái độ nét, độ giữ bằng riêng của tác phẩm. Anh chị là khoảng nhìn ngắm tác phẩm thôi, anh chị thấy cái hồn, cái sự vàng phá cách nữa anh chị nhá. Đấy, rất là hay, tác rất là phẩm này. Lại còn thể hiện được một cái hình ảnh rất là sống động đúng không anh chị? Ở dưới này là những cái cuồng lửa nó đang bùng lên cháy rất là đấy, dữ dội. Đúng rồi anh chị thấy. Vâng. Và tiểu quỷ của chúng ta, vâng, tên quỷ này đang đau đớn ở phía bên dưới. Cái khuôn diện mặt làm thể hiện cái sự sợ hãi đúng không ạ? Vâng. Vâng, rất biểu cảm. Và tác phẩm này thì em xin phép là sẽ báo đến mình kích thước nhá, và mã cũng như là giá của tác phẩm này để anh chị tham khảo. Những tác phẩm như này thì là bởi vì hàng đục tay và hàng được hoàn thiện rất là kỹ càng trau chuốt, nên là mỗi tác phẩm chỉ có số lượng duy nhất là một bức thôi anh chị nhá. Vâng, tác phẩm mà em đang giới thiệu đến anh chị đó là ngài Đường Trung Quỳ Bắt Ma, trên chất liệu đó là gỗ chắc được chúng em hoàn thiện bằng đánh xi tay thủ công, có mã là TK438 với chiều cao tác phẩm là 42, rộng là 30 và chiều sâu là 20. Hiện tại tác phẩm còn nặng 7 kg. Và tác phẩm này thì em sẽ giao lưu với anh chị một mức giá rất là yêu thương thôi, một tác phẩm hàng kỹ đánh xi nhé chị nhé. Vâng, giá cho em giao lưu đến anh chị là 13.500.000 cho tác phẩm anh chị nhé. Anh chị yêu mến tác phẩm, quan tâm đến tác phẩm, muốn tìm hiểu thêm về tác phẩm, anh chị cứ alo liên hệ cả Từ Có Độc Đáo để cho em có thể là tư vấn thêm kỹ hơn cho anh chị nhé. Vâng, một trong tác phẩm gọi đó là chế tác kỹ tỉ mỉ vàng xuất sắc nhất hiện nay trên thị trường anh chị, đẹp long lanh, đẹp tuyệt vời luôn phải anh chị. Nếu mà anh chị đã theo dõi Từ Có Độc Đáo chúng em, đã là khách hàng thân quen của chúng em thì có thể nhận thấy là trong những năm, trong năm 2024 này thì các tác phẩm của chúng em đều mong muốn hướng đến cho anh chị đó là những tác phẩm đầu tiên về phôi gỗ, là những phôi gỗ hoàn toàn liền lạc không chắp ghép. Thứ hai là về đường nét chế tác thì là đều là những cái đôi bàn tay của những người nghệ nhân lâu năm trong nghề, nên là từ cái bố cục cho đến những cái đường nét hoàn thiện đều rất là trau chuốt. Và tác phẩm cũng được có cái một cái khâu cuối cùng, đó là khâu hoàn thiện, thì làm sao mà đẹp nhất có thể cho anh chị. Và khi mà mình trưng vào chơi, không những là mình trưng ở trong không gian gia đình mình mà mình còn có thể gọi là rất là tự hào để giới thiệu đến bạn bè của mình những tác phẩm này đúng không ạ? Chứ như nếu mà chơi tượng mà lại không dám khoe với ai thì thực sự là nó không có hay lắm đúng không ạ? Vâng, đấy, một trong tác phẩm đẹp này để chị yên tâm về chất lượng này, khi anh chị trưng chơi những tác phẩm này thì tất cả các vị khách của anh chị và khi vào với cả khán phòng không gian gia đình nhà mình thì ngắm nhìn tác phẩm, tất cả em tin chắc rằng đều phải trầm trồ khen ngợi về cái mắt thẩm mỹ cũng như là về vẻ đẹp của tác phẩm anh chị nhé. Vâng, và thực sự là chúng em cũng biết là với những tác phẩm chất lượng như này thì đánh đổi lại đó là giá thành của tác phẩm sẽ khá là cao và cũng sẽ là khá là kén các anh chị trưng và chơi. Nhưng mà em cũng tin rằng khi các anh chị đã chơi được đến những cái tác phẩm hàng kỹ này rồi thì thực sự là những cái tác phẩm mà nó chưa đạt tới cái độ này thì anh chị sẽ không còn cảm thấy là ưng ý nữa.
Bởi vậy nên là nếu mà anh chị có đang băn khoăn về giá của tác phẩm mà có nghĩ là nó hơi cao một chút thì em nghĩ là anh chị có thể tham khảo thêm và mình cùng ngắm nhìn, và nếu mà anh chị nào ở gần có điều kiện về tận nơi tham quan với chúng em để cảm nhận cái chất lượng nhá, thì thực sự là cái số tiền mà mình bỏ ra ban đầu mình có thể nghĩ là nó cao hơn so với những tác phẩm mà đang sàn sàn trên thị trường, nhưng thực sự là cái chất lượng mà khi anh chị nhận thấy là em nghĩ là sẽ là rất là xứng đáng đấy ạ. Vâng, em tin chắc rằng xứng đáng đến từng đồng từng các anh chị bỏ ra các anh chị ạ. Ưng luôn anh chị ơi, bởi vì những cái tác phẩm như này thì hoàn thiện kể cả chúng em cũng phải bỏ rất là nhiều công sức. Bình thường những cái tác phẩm trước kia mà chúng em làm xong thì chỉ cần xong cái khâu gọt thôi là chúng em có thể là đi sơn xi ngay. Nhưng mà với những tác phẩm này là chúng em đã phải mất thêm rất là nhiều công, đó là cho thợ nạo gọt lại, hoàn thiện những cái tác phẩm làm sao mà nó không còn bất kỳ một cái gợn bẩn hay là những cái lỗi nào nữa. Nên là anh chị yên tâm, đó là mình đã được sở hữu những cái tác phẩm với cái chất lượng mà có thể là tối đa rồi, tối ưu nhất rồi. Đó. Vâng, và em sẽ báo lại cho anh chị kích thước và giá cũng như là mã của tác phẩm này nhé. Tác phẩm mà rất là tuyệt vời, có tác dụng trấn trạch trừ tà vô cùng tốt lành, và đặc biệt là mang đến những cái giá trị về mặt phong thủy, về sự thăng quan tiến chức cho các anh chị. Tác phẩm mà tượng ngài Đường Trung Quỳ trên chất liệu gỗ chắc với mã là TK438, chiều cao là 42, chiều rộng là 30 và chiều sâu là 20 và nặng 7 kg, giá là 13.500.000 đồng, tặng cho mình cả phí vận chuyển rồi anh chị nhé. Dạ vâng, 13.500.000 thôi anh chị nhé, một tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Thì và đây là một tác phẩm bằng chất liệu gỗ chắc, hàng chế tác rất là kỹ, thủ công hoàn toàn bằng tay, rất là đẹp. Đó, nếu như anh chị nào và cảm thấy tác phẩm này còn giá hơi cao một chút xíu thì em hãy mời, em xin mời anh chị cùng ngắm nhìn một tác phẩm tiếp theo với giá nó thấp hơn tác phẩm này một chút xíu, cũng là một trong tác phẩm Đường Trung Quỳ Bát Ma, cũng là một dòng gỗ vô cùng là quý nữa. Em xuống tác phẩm để lên tác phẩm tiếp theo, anh chị ngắm cùng em anh chị nhé. Vâng, nếu yêu thích tác phẩm này thì hãy chụp ảnh màn hình và nhắn tin đến số hotline cho chúng em, đó là 0938410333 để có thể là để em tư vấn kỹ hơn nhé. Vâng, nói chung là những cái tác phẩm mà các anh chị nhận thì sẽ là những cái tác phẩm với những cái mức giá đi đôi với chất lượng, bởi vì là tượng gỗ độc đáo chúng em lại là cơ sở sản xuất, thì anh chị có thể hoàn toàn yên tâm giá là toàn bộ là những cái mức giá mà chúng em tính tiền công và tiền gỗ thôi. Đó, không qua bất kỳ một trung gian nào, và đảm bảo cho anh chị là được cái mức giá mà hữu nghị nhất rồi. Nên là anh chị nào mà đã ưng rồi thì mình chốt nhá, chứ mình đừng mặc cả giúp em ạ. Vâng, một cái chia sẻ nhỏ một chút đến anh chị như vậy. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu đến anh chị một tác phẩm này cũng với hình tượng của ngài Đường Trung Quỳ, nhưng mà được chế tác trên một dòng gỗ khác, một vòng, và với cái kích thước thì nó sẽ nhỏ hơn một chút nha anh chị nhá. Vâng, đây là một trong tác phẩm cũng được chế tác hoàn toàn thủ công bằng tay. Đấy. Và đục cũng rất là sắc nét, rất là đỉnh cao, cũng là một tay vàng từ đôi bàn tay của cũng người nghệ nhân rất là nổi tiếng của làng Lông Giao cho em chế tác anh chị nhé. Và đặc biệt hơn nữa thì tác phẩm này cũng là một phôi gỗ vàng quý của Việt Nam mình. Đó chính là dòng gỗ xưa, xưa đỏ, xưa bắc anh chị nhé. Đây cũng là nguyên một cái phôi xưa, phôi gốc xưa. Đấy. Cho em nhé. Cái phần đế là em đang để mộc này. Đế thì để nguyên mộc này rồi, để anh chị thấy được anh chị nhé. Vâng ạ. Và phía bên trên thì chúng tôi đã PU bóng mờ cho tác phẩm để làm sao giữ được cho tác phẩm vẻ đẹp cũng như là cái chất gỗ nó chân thật nhất anh chị ạ. Và em quay lại gần để mời anh chị cùng ngắm nhìn với chị em. Đầu tiên thì em sẽ quay lên phần khuôn diện anh chị thấy. Ở trong đấy, khuôn diện cũng rất là dữ dằn đây anh chị ạ. Rất tuyệt vời luôn. Tác phẩm này thì với cái biểu cảm của ngài vàng ạ, hơi khác một chút xíu so với tác phẩm trước anh chị ạ. Vâng, bởi vì mỗi một tác phẩm sẽ mang một cái hình dáng, một cái dáng vẻ, một cái vẻ đẹp riêng. Mà vàng chung quy lại thì đều là những cái vẻ đẹp rất là được đáng trân trọng mà chị. Đặc biệt nữa thì trong phong thủy thì Đường Trung Quỳ Bát Ma là trong một trong những tác phẩm gọi là được rất nhiều anh chị trưng chơi, bởi vì cái khả năng gọi là gì, trấn trạch trừ tà rất là cao, xua đuổi đi các cái tà khí xấu, bảo vệ cho không gian ngôi nhà mình. Thì phía bên dưới đây chúng em vẫn chế tác một chú vàng, một tên quỷ đang đau đớn nằm ở phía bên dưới đây anh chị ạ. Anh chị thấy vàng rất là chân thật luôn nha anh chị nhé, rất chân thật. Và đây cũng là một phôi gỗ với những chất vân nó rất là quằn quại của anh chị, chất gỗ nó rất là già rồi, thì anh chị yên tâm dòng gỗ xưa vàng chế tác tinh lõi, không có rác một chút xíu nào anh chị thấy. Nét độc đẹp xuất sắc, khuôn diện đông mày anh chị thấy. Vàng
Vâng, tác phẩm này thì có chiều cao là 40 chị nhé, rộng là 33 và chiều sâu là 22 cho em. Và hiện tại tác phẩm là còn nặng 3,5 kg với mã là tượng xưa 432, TS432 ạ. Và giá của tác phẩm thì sẽ rất là yêu thương cho anh chị để anh chị có thể thỉnh và trưng chơi tác phẩm này. Tác phẩm em giao lưu tới anh chị với giá chỉ có 6.900.000 đồng. Em hoan hỉ tặng mình cả phí vận chuyển cho tác phẩm luôn ạ. Và một tác phẩm đường trung quỳ Bắc Ma cỗ xưa vàng liền là nguyên khối anh chị đỏ, ạ. Xưa Bắc anh chị nhé. Và giao lưu giá giao lưu cùng với anh chị cho tác phẩm này chỉ có bao nhiêu ạ? 6.900.000, một trong những mức giá vô cùng là êm ái, vô cùng là yêu thương để anh chị sưu tầm anh chị nhé. Để anh chị quan tâm đến tác phẩm, anh chị đừng ngần ngại, anh chị alo cho chúng em để chúng em có thể tư vấn kỹ hơn cho anh chị. Vâng, nét đục rất đẹp, rất sắc. Em quay lại một lần nữa, anh chị ngắm nhìn cùng em với nét đẹp của tác phẩm anh chị nhé. Vâng. Nhưng vàng tên quỷ phía bên dưới đây chị này. Vàng khuôn diện này với những phần răng anh chị đấy, lo hết cả da anh chị đấy. Vâng, đau đớn như kiểu dáng đang quỳ xuống dưới cầu van xin này. Vâng, cái biểu bằng cái hình tượng quỷ này chị đấy. Còn chơi hết cả xương sườn ra chị đấy. Ngài đường trung quỳ của chúng ta thì còn đang dõng chân lên đầu của chú quỷ luôn anh chị nhá. Đấy chị thấy rất là đẹp. Quần áo vải vóc thì bay. Vâng, tay ngài thì cầm một chiếc quạt này chị nhá. Phía đằng sau thì tay đang cầm kiếm, dắt kiếm vào phía đằng sau này chị này. Vâng, một trong dòng gỗ xưa phải nói là giá trị của Việt Nam mình rất là nổi tiếng. Cái tính chất vàng cơ học của gỗ xưa thì chị yên tâm rồi, mình chưa nói mãi không bao giờ sợ gì ạ. Đấy, lứt nếu nẻ mà... phải ấy, không sợ lứt nẻ mối mọt anh chị ạ. Anh chị nào mà vì cái tính chất công việc khá là bận rộn đúng không ạ, mình không có nhiều thời gian để mình có thể là chăm sóc hay là quan tâm đến những cái tác phẩm nhiều, thì có thể là lựa chọn những cái tác phẩm trên dòng gỗ xưa là rất là tuyệt vời, bởi vì là dòng gỗ xưa này gần như là nó không có mấy khi bị nứt nẻ cả. Đấy, cái tính chất cơ học rất là dẻo dai, rất là bền bỉ, nên là anh chị trưng mà chơi thì có thể hoàn toàn yên tâm. Vâng, và tác phẩm này thì với một mức giá rất là tuyệt vời đúng không ạ, chỉ có 6.900.000 thôi. Và với tác phẩm đường trung quỳ, anh chị cũng hãy lựa chọn giúp em những cái không gian mà gần cái vị trí ra cửa ra vào hoặc cửa chính, thì để phát huy được tối đa cái tác dụng phong thủy, đó là trấn trạch trừ tà này, và dù ở hoặc là đặt trên nơi bàn làm việc, cũng để gia tăng được cái sự may mắn cũng như là tăng được cái đường thăng quan tiến chức cho mình. Đó, còn với những tác phẩm tượng đường trung quỳ như này thì mình hãy lưu ý giúp em, đó là không kê ở những nơi như là phòng ngủ anh chị nhé. Đấy, phòng ngủ thì không nên trưng, hoặc là những cái nơi mà các anh chị đặt thẳng xuống dưới đất, hoặc là những cái nơi riêng tư như phòng ngủ hoặc nhà gần nhà vệ sinh, và hay là đặt ngài xuống đất hoặc là những cái phần dưới gầm cầu thang, đó là những cái vị trí mà mình tuyệt đối tránh giúp em ạ. Vâng, đây vâng, một tác phẩm rất là đẹp và giá rất là yêu thương của anh chị, lại là dòng gỗ xưa xưa đỏ xưa bắc rất là quý của Việt Nam mình nữa. Vâng anh chị ơi, nếu đã vâng yêu thích tác phẩm rồi anh chị đừng ngần ngại, hãy alo cho chúng em ngay để chúng em có thể tư vấn thêm, tư vấn kỹ hơn cho anh chị nhé. Vâng, và đến đây thì chúng em cũng xin phép là kết thúc video báo giá của ngày hôm nay ở đây ạ. Anh chị yêu thích tác phẩm hoặc là có vấn đề gì về tượng gỗ thì anh chị cứ alo qua số hotline 0938 440 333 để chúng em có thể tư vấn kỹ hơn cho anh chị, giải đáp những thắc mắc của anh chị về tượng gỗ các anh chị nhé. Vâng, vừa rồi thì em giới thiệu tới anh chị hai tác phẩm ngài đường trung quỳ trên hai chất liệu gỗ khác biệt nhau. Anh chị có thể vào like và xem lại giúp em nhé, vào video để xem lại với em. Và mình hãy lựa chọn cho mình một tác phẩm ưng ý với không gian gia đình cũng như là phù hợp với khả năng tài chính của mình nhé. Vâng, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị hãy đừng quên ấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để theo dõi bất kỳ tác phẩm mới nào của chúng em. Kèm theo đó là hãy ủng hộ cho chúng em bằng những lượt thích vào video ạ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều anh chị nhé. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ. Vâng, em xin chào ạ.